default đó. Nếu mà vẫn không kỹ sẽ như thế này. Thời gian qua em không biết em vẫn không có kỹ thì nó bị như thế này. Kỹ nhất của cái kiến lặn đó là ướp nước mà có cát nha, có cát ở trên đây mà lấy mùi vẽ